Baby Moon tận hưởng kỳ nghỉ thai sản ngọt ngào, lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Như mặt trăng dịu ngọt luôn xoay quanh trái đất, chúng tôi lấy người mẹ làm trung tâm, nỗ lực không ngừng cho vuông tròn trọn vẹn. Nơi dịu mát thanh bình, nâng niu mọi xúc cảm. Nơi nụ cười xoa dịu mọi lắng lo, bởi phương Đông luôn mong cho mẹ những điều quý giá nhất. 9 tuần trăng có lẽ khi tình yêu mẹ lớn dần cũng là lúc chúng tôi gửi trao tận tụy dốc sức đồng hành cho trải nghiệm hoàn hảo từng phút giây, cho phút thư giãn không chỉ dành riêng mẹ, cho niềm tin chân thành vun vén. Cho tình yêu vừa chớm nở đã vẹn tròn, cho khởi đầu xứng tầm. Cho thấu hiểu để an tâm, chắt lọc mọi nếp tinh hoa, tặng mẹ món quà thai sản ý nghĩa. Baby Moon, thai sản ngọt ngào, đón con viên mãn. Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nâng niu từng sự sống.